Xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách thức để mà kiểm tra một cái máy lọc nước mà nó không hoạt động, để kiểm tra cái lỗi của nó nhé. Thì đầu tiên thì các bạn phải kiểm tra cái hiện tại là máy này đang không hoạt động này. Đầu tiên các bạn phải kiểm tra cái nguồn điện cấp vào cái phần máy, cấp vào adapter đã có điện hay chưa. Nhiều khi nó chỉ là một cái nhỏ nhỏ thôi nhưng mà mình vẫn phải kiểm tra. Đây nhá, bạn thấy là điện, dây điện vẫn bình thường này, cấp vào đến đầu adapter vẫn bình thường đấy. Thì khi cấp vào bình thường thì tiếp theo là các bạn sẽ tiến hành kiểm tra cái adapter này có nguồn ra hay không. Nguồn vào thì ok nhá, bây giờ kiểm tra nguồn ra này. Đây thì mình vừa kiểm tra cái nguồn điện ra này. Đây, chỗ này, phần này thì nó đang bị han hết này. Han rất là nhiều nhé. Thì mình đang tháo ra để bắt đầu đo điện nhé. Đây, mình vừa cắt hết các cái dây ra. Chút lại dây và cắm đồng hồ đo nhé. Mình chuyển sang cái nấc thang đo. Đây, mình chuyển sang nấc thang đo vôn DC này. Đấy, bắt đầu ghim điện này. Đây, mình đang ghim điện này. Được 30V. Như vậy là adapter vẫn dùng được bình thường nhé. Chuẩn là nó sẽ rơi vào khoảng tầm 36V chưa tải cơ. Nhưng mà như thế này cũng ổn rồi. Đây có thể là do vấn đề nó bị oxy hóa, nước nhỏ xuống dẫn đến oxy hóa các cái đường dây điện, nó không có điện cấp vào cho máy bơm. Bây giờ mình sẽ đấu xong máy bơm để mình test thử máy bơm nhé. Đây, mình vừa đấu nguồn điện vào bơm nhé. Bây giờ mình sẽ tiến hành ghim điện. Đấy, thì máy bơm hoạt động bình thường. Ok. Đấy, thì vấn đề nó chỉ ở ấy thôi. Do cái đường dây cấp này, đường dây cấp điện này cho các cái bộ phận bơm là nó bị oxy hóa. Nên là các bạn lưu ý nhé, trong cái quá trình sử dụng thì hạn chế để cho nước nó rơi vào cái phần điện của máy lọc nước. Lâu ngày nó dẫn đến tình trạng oxy hóa và sẽ làm cho các dây này nó bị kém đi. Nguồn adapter nó sẽ không cấp điện được cho các cái van từ máy lọc nước, bơm tăng áp và các cái van áp cao, van áp thấp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.